Mình chào các bác trở lại với channel của Thủy Chiến nhé. Hôm nay em dẫn các bác đến vườn cây nhà bác Tuân ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xem một số tác phẩm cây đẹp ở đây các bác nhé. Đây là một cây xanh quê nhưng được bác làm ôm đá cho ký đá rất là lâu rồi các bác nhé. Tổng chiều dài của chậu này rơi vào tầm độ khoảng 4 mét. Cây này tổng bóng của nó khoảng tầm rơi vào tầm độ 2 mét rưỡi. Lúc mà thu tay bông thì gọn lắm các bác ạ. Bóng nó to nên tôi lùi ra xa để tôi ghi tổng hình cho các bác được xem. Ở nhà bác Tuân đây thì có rất là nhiều cây đẹp. Ở xã Vĩnh Thành này là một xã thuần nông, chuyên về lúa. Nhưng cũng có những người đam mê. Đặc biệt riêng cái khu vực ở cái làng Phú Văn xã Vĩnh Thành này á, thì có rất là nhiều người đam mê cây cảnh. Người ta cũng có ý thức trồng cây, lâu năm hóa ra những cây rất là đẹp các bác ạ. Ở làng này có rất là nhiều cây trước đây đã từng bán đến giá tiền hàng trăm triệu. Nhà bác Tuân ở đây thì gần cái khu ở gần chỗ mà chùa Văn Sơn các bác nhé. Và đây nếu như các bác mà không biết đường ấy thì đây là nhà thờ họ Nguyễn Như. Các bác cứ hỏi đúng nhà thờ họ Nguyễn Như vào là gặp ngay nhà bác Tuân luôn. Hôm nay tôi đến thì bác lại đi khỏi. Đây là một tác phẩm si, nhưng chúng ta ra xem bắt đầu từ cây si ngoài cửa xe vào các bác nhé. Đây là một cây si ôm cống rất là lâu năm rồi. Cây này trong miệng cống là rộng khoảng tầm 70 thì nó bù hết cống rồi các bác này. Đây con si cổ. Đây là cái dưới phần ôm cống nhé, còn phần trên đây các bác. Đây là một cây già có tuổi. Những cái đường này nếu mà bóc ra một cái cây tầm thấp nghệ thuật thì vẫn bóc được các bác ạ. Bóc chỉ cần đến đây thôi, khoảng tầm này này. Cao tầm độ 90. Ở dưới trong cống này thì trước đây được thả nước. Chỗ này thì ôm đá. Đây là cái mặt tiền chính của nó thì nằm bên này. Bên kia thì cái mặt ôm cống đẹp hơn. Cây thì già rồi, không phải bàn cãi đến nữa các bác ạ. Cây này đang được bác báo giá là đúng 15 triệu là sang tên các bác nhá. Tôi cũng không hiểu sao vì là cái cây cổ và lâu năm có cái hệ thống ôm tích ôm thế này mà lại bác lại báo giá cực kỳ hợp lý. Vì si thì chúng ta cũng biết rồi, nếu những cây như thế này thì không phải từng đấy tiền, và có thể là nhiều tiền hơn nữa. Đây là cái quả phúc tan cổ của nó. Nói chung cái si ôm cống này thì 15 triệu thì giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Nó cái xanh này nó choán mất mất một cái phần diện tích nào của cái si này rồi các bác ạ. Cái bề ngang của nó nhá, cái bề ngang thân này này thì nó rộng khoảng tầm ở dưới thì 60 mà trên thì 40. Trên quả phúc này thì có cái đường co này thì cũng rất là đẹp, nhưng mà chỉ cần bỏ cái tòa rễ ấy đi là cũng rất ấn tượng các bác nhá. Gọi bác Tuấn về đi để cháu lên chơi. Bác ạ.
Đấy là cái cây đẹp nhất trong vườn của bác các bác nhé. Đây là vợ bác Tuần. Tiếp theo trong clip này thì các bác em gửi đến các bác một cây xanh quê. Xanh quê nữa của bác Tuần. Cây xanh quê này thì để đây thì nó hơi phí các bác ạ. Con này vào chậu cổ vì cái dáng của nó cơ bản là cổ rồi. Mịn, ôm mịn đẹp. Con này tôi không hỏi bao nhiêu tiền cả vì là con si kia thì tôi biết rồi, vì đợt này tôi chuyên đi săn si. Nhưng con này gà bác nào cần thiết thì em hỏi cho các bác này. Rất là đẹp luôn, con này vào chỗ cổ chơi thì cực kỳ hợp lý luôn các bác ạ. Quá là hợp lý. Vì khẩu độ cũng như cái thân thì có những đường co lắc rất là đẹp, mềm mại. Cây thì già, già chát luôn các bác ạ. Ở bên này thì phối thêm những cái tiểu cảnh. Cây này thì phần dưới này không cần tính đâu các bác ạ. Ôm đá lâu rồi. Nhưng không cần tính đâu. Cây này chỉ cần tính càng cái phần này trở lên các bác này. Đây, tính từ phần này trở lên này. Đấy, bóc ra một phát là chơi vào cái chỗ cổ thì cực kỳ còn hợp lý, cây này đẹp hơn nữa. Cây này thì nó đẹp cả hai mặt các bác ạ. Nó mịn, ôm mịn. Ở trong này là ôm nhũ đá các bác nhá. Nhũ đá của hang động ấy, ở trong kia kìa. Nhặt sạch rễ ra thì mà da nó vàng đẹp lắm, nó vàng, da nó vàng như Nam Điền ấy. Thích lắm, nhìn rất là thích. Có những cái ấn tượng riêng rất là thích luôn. Đây cây chủ vườn của bác Tuân đây các bác nhé. Đặc biệt nó ra ở đây thì do cái khí hậu màu da như xanh Nam Điền các bác này, da đồng đẹp. Cây này là bác, nó đã ôm đá trước xong bắt đầu về bác cái phần này là bác làm đá sau. Trên này thì là một ông hút thuốc lào. Trên kia thì ông tiên tiểu. Đây lại có cái bình gốm sứ gì đây, có phải cổ không? Khả năng không phải cổ đâu các bác ạ. Nếu mà cây này bị cổ thì có khi lại nhiều tiền đấy. Đây là mặt sau của cây. Mặt sau này thì da nó đẹp hơn nữa các bác nhé. Ở cái phần kia những cái mím sẹo, cái phần này này, những cái mím sẹo của nó đã đùn hết rồi, nó đùn nó sụn lên hết rồi. Cây này thì tổng bóng rất là đẹp, tay cành là được làm mà đã đi vào đường nét rồi. Chỉ phần này cắt vơi đi nữa thôi, cắt nó gọn đi nữa là chơi được thôi. Con si này thì là con si thứ hai các bác nhé. Con này thì bác cho ôm đá này lâu lắm rồi. Tôi biết bác mười mấy năm nay nhưng mà nay mới là lên làm một clip cho các bác xem được. Chứng tôi, cái cây này thì cực kỳ lâu năm. Ở phía trong kia thì một số cây điệt cổ theo dáng cổ. Nhưng mà cây về vườn bác thì cũng mới chỉ tầm độ 15 năm thôi các bác nhé. Tiếp tục tôi gửi đến các bác một cây si ôm đá nằm trong chậu lâu năm, cây si cổ. Cây này búp đỏ các bác nhé. Thank you.
Đây là nhà, tất cả nguyên bản của nó không có cắt tỉa một cái gì cả các bác nhé. Ôm đá cũng lâu năm. Nhưng theo tôi thì cái cây này thì phong nó hơi to trên đầu. Vì là bác cứ để thế bác chơi thôi chứ các bác cứ chẳng cắt tỉa gì cả. Bác chỉ có làm cái quả phúc này thật to. Đấy. Đây là một trong những cây si nguyên bản rất là hiếm gặp. Con này đang được bác báo giá 25 triệu các bác nhé. Ở sau này còn một con điền cũng rất là lâu năm của bác nữa. Chúng ta ra xem luôn. Con điền này thì nó là một con giáng cổ từ ngày trước, được ở khu vực phía Nam Định làm, rồi bắt đầu là bác mua lại của người khác. Cây này thì về bác cho cái phong to hơn. Cây này thì cái phong này là to quá nó tỷ lệ nó mới cân xứng các bác ạ. Nhưng mà lối chơi của mỗi người một khác. Vì ngày xưa trồng theo kiểu này, bây giờ bác cho ôm một đống đá luôn. Cây này thì nếu như ấy thì một là để nguyên như thế này để chơi chơi về sau này. Là vì những cái đường rễ của nó cực kỳ già và cực kỳ hiếm, nó trườn bò trên một quả đồi như một ngọn núi, nó tỏa rễ, tỏa chân, tỏa cành nhánh ra xung quanh để nó ôm hết một cái ngọn núi này luôn các bác ạ. Nó về độ già thì cây này là một trong những cái cây điền thì cực già. Hàng này hàng cốt một chứ không phải hàng bó các bác nhé. Con này thì tôi không không nhớ rõ nhưng mà hình như trước đây bác bảo tôi là 50 triệu. Bác nào hợp nhãn thì có thể là alo cho bác nhé. Hoặc có thể nhắn tin cho tôi để tôi nói lại với bác cho cũng được. Con tử này cũng rất là lầm, nó mím hết rồi các bạn ạ. Phía trong này thì làm cái bàn uống nước đây. Rất tiếc là bác đi khỏi, chỉ còn mình bác gái ở nhà. Thì tôi chỉ làm clip về tôi quay qua. Chọn ra một số cây để tôi gửi đến các bác được xem trên clip thôi các bác nhé. Clip đến đây có lẽ em cũng xin được kết thúc luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Vì là em tính lên đây mua đôi si này của bác Tuân. Nhưng rất tiếc là bác lại không ở nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Tôi rất ấn tượng với cây si ông cống ở ngoài ngoài cổng kia.